Hello everyone. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Family and Friends lớp 5 Special Edition. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học Unit 9. Are you ready? Let's go. Now, after me. Will it really happen? Will it really happen? Đây là một câu hỏi mà có từ will ở đứng ở đầu câu đúng không các bạn? Các bạn thường sẽ thấy câu hỏi về là yes no với động từ to be am is are hoặc là trợ động từ do does hoặc là did đúng không? Nhưng hôm nay chúng ta sẽ là gặp một câu hỏi bắt đầu bằng will. Will thì có nghĩa là sẽ nói sẽ chỉ về tương lai nha các bạn. Đây là thì tương lai đơn. Đây là câu hỏi yes no nên chúng ta ngữ điệu sẽ đi lên ở cuối câu nhé. Will it really happen? Will it really happen? Nó sẽ thật sự xảy ra chứ? Điều đó thật sự sẽ xảy ra chứ? Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta cùng nghe từ vựng ở trong cái bài 1 của unit 9 này nha. Chúng ta sẽ có là 8 từ vựng nào. Listen and repeat. Các bạn nghe và đọc to theo nào. Listening 77. Listen and point. The future. Travel. The sun. Planets. Rocket. Astronaut. Star. Spaceship. Listen and repeat. The future, travel, the sun, planets, rocket, astronaut, star, spaceship. Listening 77. Listen and point. The future. Travel, the sun, planets, rocket, astronaut, star, spaceship. Listen and repeat. The future, travel, the sun. Planets, rocket, astronaut, star, spaceship. Rồi, các bạn lưu ý cho cô là từ spaceship nó đồng nghĩa với từ spacecraft là phi thuyền hay là tàu vũ trụ đúng không nào? Các bạn đọc nhé. Spacecraft. Spacecraft. Spaceship. Rồi bây giờ chúng ta nghe và viết xuống cho cô mỗi từ hai lần nhé. Nghe và viết xuống nào, vừa nghe vừa viết mỗi từ hai lần. Listening 77. Listen and point. The future. Travel. The sun. Planets. Rocket. Astronaut, star, spaceship. Listen and repeat. The future. Các bạn lưu ý từ future luôn đi với the future, the sun, the moon, mặt trăng, mặt trời, tương lai. Đây là những thứ xác định, cho nên chúng ta sẽ luôn luôn là có the ở phía trước nha các bạn nha. Cô nói lại nha. The sun, the moon là duy nhất, là xác định ha. Chỉ có một mặt trăng, chỉ có một mặt trời duy nhất thôi. Cho nên là luôn luôn là the sun, the moon. Rồi tương lai cũng vậy. Tương lai là xác định nên chúng ta sẽ là the future.
Travel. The sun. Planets. Rocket. Astronaut. Star. Spaceship. Listening 77. Listen and point. The future. Travel. The sun. Planets. Rocket. Astronaut. Star. Spaceship. Listen and repeat. The future. Travel. The sun. Planets. Rocket. Astronaut. Star. Spaceship. Listening 77. Listen and point. The future. Travel. The sun. Planets. Rocket. Astronaut. Star. Spaceship. Listen and repeat. The future. Travel. The sun. Planets. Rocket. Astronaut. Star. Spaceship. Rồi các bạn viết xong rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng qua phần 2, đó chính là một đoạn hội thoại. Listen and read. Các bạn nghe và đọc theo đoạn hội thoại này nha. Listening 78. Listen and read. Listen, Amy and Leo have to go back to Australia. Oh no! Will they miss our vacation? No, they won't. They'll be here for another 4 months. Max, did you hear what Mom said? Yes, but look at this. It says there will be super fast planes, and it will take less than 5 hours to fly from the USA to Australia. That's very fast. Will it really happen? Well, the magazine says it will. So in the future, there won't be any more long plane trips. That's good. Long plane trips are boring. Mom, can we go on a super fast plane to visit Amy and Leo in Australia for the weekend? Well, there aren't any planes like that yet, but maybe one day. Rồi, cô dịch cái đoạn này cho các bạn nha. Những cái cụm khó hoặc là từ khó thì cô đã ghi nghĩa ra đó các bạn, ghi nghĩa bên cạnh đó. Bây giờ cô sẽ dịch nè. Mẹ nói sao nhỉ? Listen, nghe này. Amy và Leo phải quay trở về nước Úc. Have to là phải. Cái này chúng ta đã học rồi đúng không nào? Have to, phải. Go back, quay về, quay trở về. Have to go back to Australia. Phải quay trở về nước Úc. Oh no, ôi không. Will they miss our vacation? Miss là nhớ. À, vậy thì
Will they miss our vacation? Họ sẽ nhớ kỳ nghỉ của chúng ta chứ? No, they won't. Không, họ sẽ không nhớ. They will be. Chữ will ghi tắt nên các bạn đọc là they'll. They will á, các bạn đọc là they'll. They'll be here. They'll be here for another 4 months. Nghĩa là họ sẽ ở đây thêm 4 tháng nữa. Có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là Amy và Leo đã ở đây 4 tháng rồi và bây giờ sẽ ở thêm 4 tháng nữa nha các bạn ơi. Another 4 months. 4 tháng nữa, thêm 4 tháng nữa. Max. Con có à Max, anh có nghe những điều mẹ đã nói không? Anh có nghe thấy những điều mẹ đã nói không? Did you hear what mom said? Yes, but look at this. Có, nhưng mà nhìn cái này này. It says there will be super fast planes and it will take less than 5 hours to fly from the USA to Australia. Nó nói rằng sẽ có những chiếc máy bay siêu nhanh và nó sẽ mất ít hơn 5 tiếng đồng hồ để bay từ Mỹ đến Úc. That's very fast. Thế thì rất là nhanh. Will it really happen? Nó sẽ thực sự xảy ra chứ? Well, the magazine says it will. Chà, tạp chí nói rằng nó sẽ xảy ra đấy. So, in the future, there won't be any more long plane trips. Vì thế, so là vì vậy, vì thế. Ha. Vì thế, in the future, trong tương lai, there won't be any more long plane trips. Sẽ không có bất kỳ chuyến bay dài nào nữa. Not, nó nằm trong từ will not đó các bạn. Will not thì sẽ ghi tắt là won't. Được chưa? Will not thì sẽ bằng won't. Vậy thì sẽ không có thêm bất kỳ chuyến bay dài nào nữa. Được chưa? Không còn chuyến bay dài nữa. Ý là như vậy. Trong tương lai sẽ không còn những chuyến bay dài. That's good. Thế thì tốt. Long plane trips are boring. À, những chuyến bay dài thì chán. Mom, can we go on a super fast plane to visit Amy and Leo in Australia for the weekend? Mẹ ơi, chúng ta có thể đi trên một chiếc máy bay siêu nhanh để thăm Amy và Leo ở nước Úc vào cuối tuần không ạ? For the weekend, vào cuối tuần. Well, there aren't any plans like that yet. À, các bạn thấy cái chữ not nó nằm trong cái chữ aren't. Are not thì đọc là aren't, đúng không nào? Vậy thì ở đây có từ not và nó đi với yet, các bạn có thấy không nào? Rồi, cô đã ghi chú ở đây not yet có nghĩa là chưa. Not cái gì đó, yet có nghĩa là cái gì đó chưa có xảy ra, được chưa? Vậy thì câu này nghĩa là sao? There aren't any plans like that yet có nghĩa là chà, chưa có bất kỳ chuyến bay nào như vậy cả. Cô dịch lại nha. Well là chà. Đây là một cái tháng từ thôi, nó không phải là tốt đâu nha các bạn nha, không phải là trạng từ của good đâu nha. Well, đây là một cái câu, cái từ cửa miệng mình giống như kiểu trong tiếng Việt kêu là chà. Tôi phải học để kiểm tra chẳng hạn như vậy, thì cái cách nói mà chà đó thì tiếng Anh là well, nó đứng đầu câu như vậy nè các bạn. There aren't any plans like that yet có nghĩa là chưa có bất kỳ chuyến bay nào như vậy cả. Chưa có ha, chưa có. There aren't any plans like that yet. But maybe one day. Nhưng mà có lẽ là một ngày nào đó sẽ có đấy. But maybe one day. Nhưng có lẽ là một ngày nào đó. But maybe one day. Now listen again. Chúng ta nghe lại một lần nữa và đọc theo nha. Mở miệng nói to. Các bạn đọc to theo nào. Listening 78. Listen and read. Listen, Amy and Leo have to go back to Australia. Oh no!
Will they miss our vacation? No, they won't. They'll be here for another 4 months. Max, did you hear what Mom said? Yes, but look at this. It says there will be super fast planes, and it will take less than 5 hours to fly from the USA to Australia. That's very fast. Will it really happen? Well, the magazine says it will. So in the future, there won't be any more long plane trips. That's good. Long plane trips are boring. Mom, can we go on a super fast plane to visit Amy and Leo in Australia for the weekend? Well, there aren't any planes like that yet, but maybe one day. Rồi, cô mời các bạn xem hoạt hình nha. Hoạt hình về cái cuộc nói chuyện của Amy, Leo và mẹ nè. Listen, Amy and Leo have to go back to Australia. Oh no! Will they miss our vacation? No, they won't. They'll be here for another 4 months. Max, did you hear what Mom said? Yes, but look at this. It says there will be super fast planes, and it will take less than 5 hours to fly from the USA to Australia. That's very fast. Will it really happen? Well, the magazine says it will. So in the future, there won't be any more long plane trips. That's good. Long plane trips are boring. Mom, can we go on a super fast plane to visit Amy and Leo in Australia for the weekend? Well, there aren't any planes like that yet, but maybe one day. Trời, cái này á, đoạn hội thoại này các bạn chép xuống vở cho cô nha. Vừa nghe vừa chép xuống vở nào, bắt đầu. Các bạn có thể nhìn vào trong sách của mình để chép qua vở nha. Hoặc là nhìn lên màn hình cũng được. Đó, các bạn nhìn lên màn hình và chép. Listen, Amy and Leo have to go back to Australia. Oh no! Will they miss our vacation? No, they won't. They'll be here for another 4 months. Max, did you hear what Mom said? Yes, but look at this. It says there will be super fast planes, and it will take less than 5 hours to fly from the USA to Australia. That's very fast. Will it really happen? Well, the magazine says it will. So in the future, there won't be any more long plane trips. That's good. Long plane trips are boring. Mom, can we go on a super fast plane to visit Amy and Leo in Australia for the weekend? Well, there aren't any planes like that yet. But maybe one day. Rồi, bạn nào mà chưa chép kịp á, thì chúng ta về nhà chép tiếp nha. Hoặc là tí nữa giải lao, hoặc là cuối giờ chúng ta chép tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ qua lesson 2. Đó là phần ngữ pháp. Ngữ pháp của bài số 9. Rồi,
Điểm ngữ pháp quan trọng nhất trong bài số 9 chính là thì tương lai đơn. Các bạn đọc theo cô nào. Thì tương lai đơn. Thì tương lai đơn. Công thức là will cộng với động từ nguyên mẫu. Rồi, nói lại theo cô nào. Thì tương lai đơn. Will cộng với động từ nguyên mẫu. Phủ định thì chúng ta sẽ thêm not vào sau chữ will. Will not cộng với động từ nguyên mẫu. À. Và will not thì sẽ bằng với won't. Won't. Will là sẽ, vậy thì will not là sẽ không. Won't bằng với will not cũng có nghĩa là sẽ không, đúng không nào? Rồi, nhìn ví dụ nào các bạn ơi. People will travel in super fast planes. Nghĩa là gì? Mọi người sẽ đi lại trong những chiếc máy bay siêu nhanh. À, sẽ di chuyển trong những chiếc máy bay siêu nhanh. Sẽ đi trong những chiếc máy bay siêu nhanh. Được chưa? Sẽ đi. Travel là đi lại đúng không ạ? À, travel, travel. Rồi, các bạn chờ một chút nha. Cô sẽ cho các bạn nghe và đọc theo cái phần này. Listening 79. Listen and repeat. People will travel in super fast planes. Đó. Mọi người sẽ đi trong những chiếc máy bay siêu nhanh. Tiếp tục nào, câu số 2. There won't be any more long plane trips. Sẽ không còn những chiếc máy bay, những chuyến bay dài. À, there won't be any more long plane trips. Sẽ không còn những chuyến bay dài. Các bạn ghi nghĩ xuống nha. Number 3, câu số 3. Will they go back to Vietnam? Yes, they will. Họ sẽ quay trở về Việt Nam chứ? Có, họ sẽ. Họ sẽ quay về Việt Nam. Will they miss our vacation? No, they won't. Họ sẽ nhớ kỳ nghỉ của chúng ta chứ? Không, họ sẽ không nhớ. À, không. Ừ. Họ sẽ quay trở về Việt Nam chứ? Có. Họ sẽ nhớ kỳ nghỉ của chúng ta chứ? Không. Now, again, one more time, lại một lần nữa nào. Chúng ta đọc theo, mở miệng đọc theo. Listening 79. Listen and repeat. People will travel in super fast planes. There won't be any more long plane trips. Will they go back to Vietnam? Yes, they will. Will they miss our vacation? No, they won't. Listening 79. Các bạn viết xuống bốn câu này cho Listen cô đi. And viết xuống repeat. Vở nào, bốn câu ví dụ. People will travel in super fast planes. There won't be any more long plane trips. Copy down, please. Chép xuống nào, nhanh tay. Will they go back to Vietnam? Yes, they will. Will they miss our vacation? No, they won't. Listening 79. Rồi các bạn lưu ý nè. Rồi cái dòng này là gì các bạn nhờ?
Super fast plans of the future. Những chuyến bay siêu nhanh của tương lai. Được chưa? Of the future, của tương lai. All. Các bạn tập đọc cái chỗ viết tắt này cho cô nha. I will thì viết tắt là all. All. Đọc theo cô nào. All. All. Cong cái lưỡi lên các bạn. All. All. Lưỡi cong đụng lên cái hàm trên đó các bạn. All. I will. He'll. 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 He will. Won't. Won't. Will not. Đó, các bạn nhớ cái cách viết tắt thì đọc tắt nha. Viết tắt thì đọc tắt. All. He'll. Won't. Rồi, tiếp tục. Bạn nào chưa viết xong 4 câu thì viết tiếp đi nào. Vừa nghe vừa viết nha. Listen and repeat. People will travel in super fast planes. There won't be any more long plane trips. Will they go back to Vietnam? Yes, they will. Will they miss our vacation? No, they won't. Listening 79. Listen and repeat. People will travel in super fast planes. There won't be any more long plane trips. Will they go back to Vietnam? Yes, they will. Will they miss our vacation? No, they won't. Rồi, các bạn có thấy thì tương lai đơn dễ không các bạn? Yes, thì tương lai đơn dễ đúng không nào? Thì này là dễ nhất luôn á. Rồi bây giờ chúng ta cùng làm bài tập nha. Các bạn qua phần 3 làm bài tập cho cô. Các bạn điền will hoặc là want vào đúng vị trí để tạo thành một cái đoạn. Nó hợp nghĩa nha, nó đúng về nghĩa. In the future, trong tương lai, các bạn có thấy không? Hồi nãy cô đã nói rồi, trước future luôn luôn có chữ the. In the future. The future. The sun, the moon, đúng không nào? Cái gì mà nó duy nhất, nó xác định, mà nói đến ai cũng biết thì nó sẽ là luôn luôn có the các bạn nha. Rồi, số 1 là câu ví dụ người ta đã làm cho mình nè. In the future, they maybe people will go to the moon for vacations. Nghĩa là sao? Trong tương lai có lẽ mọi người sẽ đi đến mặt trăng để cho những kỳ nghỉ. Có nghĩa là đi nghỉ ở mặt trăng đó các bạn. Lên mặt trăng để đi nghỉ thay vì đi biển Nha Trang, Phú Quốc thì đi lên mặt trăng. Được chưa? Đó. The future, the moon. Rồi, câu số 2. Câu số 2 điền gì các bạn? Will hay là want? Họ sao? Họ sẽ đi đúng không? Họ sẽ đi bằng tên lửa hoặc là phi thuyền. Rocket. Rocket là cái tên lửa, spaceship, phi thuyền, thuyền không gian, tàu không gian. Rồi tiếp tục số 3 là gì? Họ sẽ không đi bằng máy bay. Đi ra khỏi trái đất rồi chúng ta không đi bằng máy bay được các bạn. Máy bay nó không bay ra khỏi trái đất, ra khỏi quỹ đạo trái đất được, bầu khí quyển của trái đất được. Nó chỉ bay ở trong
tầng khí quyển thôi, trong bầu khí quyển thôi, chứ còn ra khỏi cái bầu khí quyển là máy bay nó không đi được, phải đi bằng tên lửa ha, hoặc là phi thuyền thì mới bay ra khỏi cái sức hút của trái đất được. Còn máy bay thì nó vẫn không thoát ra được cái sức hút của trái đất, không thoát được cái trọng lực đâu của trái đất. Rồi, vậy thì chỗ này chúng ta phải là want, họ sẽ không đi bằng máy bay. Họ sao? Họ sẽ hay là không, họ sẽ không hay sẽ mặc đồ phi hành gia đúng không nào? À, đây nè, nhìn hình nè các bạn, đồ phi hành gia là như vậy các bạn. Có nghĩa là mình ra khỏi tầng khí quyển của trái đất thì không còn oxy nữa, chúng ta sẽ bị chúng ta sẽ cần phải được cung cấp oxy và chúng ta sẽ bay lơ lửng chứ phải mặc đồ phi hành gia. Được chưa? Vậy thì họ sẽ mặc đồ của phi hành gia. Họ sẽ không ăn thức ăn bình thường. À, normal là bình thường các bạn. Normal food là đồ ăn bình thường. Đồ ăn bình thường là không ăn được nữa đâu. Phải ăn những cái đồ ăn đặc biệt như vậy nè các bạn. Bằng ống hút nè, thấy không? Đây, đây chính là special food, đồ ăn đặc biệt, đúng không? For astronaut, cho phi hành gia. Vậy thì họ sẽ không ăn thức ăn bình thường. Họ sẽ ăn đồ không gian, đúng không nào? Will, họ sẽ ăn thức ăn không gian thông qua một cái ống, through a tube, thông qua một cái ống các bạn. À, cái mà through a tube có nghĩa là thông qua một cái ống nha. Đây, cái ống hút như ống ống dạng hút như vậy nè các bạn nè, thấy không? Đây. Rồi sao nữa? But they, nhưng họ get out of the spaceship có nghĩa là ra khỏi phi thuyền. Họ có ra khỏi phi thuyền không? Nếu mà chúng ta không biết là họ sẽ hay là sẽ không ra khỏi phi thuyền thì chúng ta sẽ nhìn câu tiếp theo, chúng ta sẽ biết nè. Chúng ta thấy có cái từ là dangerous có nghĩa là nguy hiểm đúng không? Too dangerous, quá nguy hiểm. Vậy thì quá nguy hiểm thì có ra khỏi phi thuyền không các bạn? Không nha. Rồi, nhưng họ sẽ không ra khỏi phi thuyền. They won't get out of the spaceship. Nó sẽ quá nguy hiểm. À, nó sẽ quá nguy hiểm nên nó không ra khỏi phi thuyền làm gì hết đó. Ra khỏi phi thuyền là nguy cơ chết, mất mạng. Rồi, it will be too dangerous. It will be too dangerous. Họ sẽ nhìn thấy những thứ tuyệt diệu. À, họ sẽ nhìn thấy những thứ tuyệt diệu. Rồi, đọc lại theo cô nha. In the future, maybe people will go to the moon for vacations. They will travel by rocket or spaceship. They won't travel by airplane. They will wear astronauts' clothes. They won't eat normal food. They will eat space food through a tube. They will eat space food through a tube. But they won't get out of the spaceship. It will be too dangerous. They will see amazing things. Amazing là tuyệt vời đó các bạn. Tuyệt diệu, tuyệt vời. Amazing. Rồi chúng ta qua bài số 4 nha.
Nhìn vào bức hình một lần nữa, hỏi và trả lời, hỏi và trả lời. Bức hình này. Nhìn vào bức hình, hỏi và trả lời. Rồi, chúng ta thấy cái cụm đầu tiên là go to the moon. Vậy thì chúng ta sẽ dùng thì tương lai đơn để hỏi các bạn. Chúng ta sẽ hỏi là cái cụm go to the moon có nghĩa là đi lên mặt trăng đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ hỏi là mọi người sẽ đi đến mặt trăng để nghỉ chứ? Cho các kỳ nghỉ chứ? Vậy thì chúng ta nói sao? Đây nè. Will people go to the moon for vacations? Các bạn nhớ lên giọng ở cuối câu cho cô nha. Đây là câu hỏi yes, no. Will people go to the moon for vacations? Và chúng ta nhìn vào các bài đọc thì chúng ta sẽ thấy là câu hỏi này là phải trả lời yes đúng không? Tại vì trong tương lai nè, có lẽ mọi người sẽ đi đến mặt trăng trong những kỳ nghỉ. Vậy thì chúng ta trả lời là yes, they will. Yes, they will. Rồi, cụm thứ hai là travel by airplane, đi bằng máy bay. Vậy thì chúng ta hỏi sao các bạn? Cái cụm go to the moon nó nằm ở đây đúng không? Là cái cụm cần hỏi. Vậy thì bây giờ cái cụm tiếp theo là travel by airplane thì các bạn sẽ hỏi sao? Will people travel by airplane? Trả lời sao các bạn? Yes hay no? No, they won't. Đây, thông tin nằm ở đây nè. They won't travel by airplane. Họ sẽ không đi bằng máy bay, đúng không? Vậy thì câu hỏi will people travel by airplane? Chúng ta phải trả lời no, được chưa? No, they won't. Rồi, travel by spaceship. Đi bằng phi thuyền. Thì chúng ta hỏi sao? Will people travel by spaceship? Mọi người sẽ đi bằng tàu vũ trụ chứ? Thì chúng ta sẽ trả lời sao? No hay là yes? Yes, đúng không nào? Mọi người sẽ đi bằng phi thuyền cho nên là câu hỏi là will people travel by spaceship? Chúng ta trả lời là yes, they will. Yes, they will. Wear normal clothes, mặc đồ bình thường. Normal clothes là quần áo bình thường. Hỏi sao các bạn? Will people wear normal clothes? No, they won't. Astronauts clothes, quần áo của phi hành gia. Will people wear astronauts clothes? Cô nói lại nhá. Will people wear astronauts clothes? Yes, they will. Eat normal food. Ăn thức ăn bình thường. Rồi, hỏi đi nào. Will people eat normal food? Mọi người sẽ ăn thức ăn bình thường chứ? No, they won't. No, they won't. Space food. Thức ăn không gian. Hỏi đi nào. Will people eat space food? Yes, they will. Dạ không các bạn? Rồi, nhìn câu hỏi nè các bạn. Will they eat normal food? Họ sẽ ăn thức ăn bình thường chứ? No, they won't. They will eat space food. Will they eat normal food? No, they won't. They will eat space food. Rồi chúng ta luyện nói với nhau nha. Các bạn viết xuống và sau đó luyện nói theo cặp nào. Rồi, như là các bạn nữ này nè, các bạn gái này nè. Bạn làm mẫu cho mình nè. Đó, in the future, will people travel by spaceship?
Trong tương lai, mọi người sẽ đi bằng tàu không gian chứ? À, vậy thì bạn nữ này hỏi câu này thì chúng ta trả lời sao các bạn? Yes, they will. Đúng không nào? Rồi các bạn dành thời gian viết xuống những cái câu hỏi này, sau đó đưa cho giáo viên kiểm tra. Xem thử là chúng ta có tạo câu hỏi và trả lời đúng hay không nha. Rồi các bạn, tôi cho các bạn 3 phút nào, 3 phút để viết những câu hỏi và câu trả lời ở bài tập 4. Và trong thời gian viết thì chúng ta cùng nghe lại cái bài đọc, chúng ta nghe nhiều để chúng ta nhớ từ vựng cũng như là cái phát âm ngữ điệu nha. Listening 79. Các bạn viết Listen xuống bài tập and 4 đi. Repeat. People will travel in super fast planes. There won't be any more long plane trips. Will they go back to Vietnam? Yes, they will. Will they miss our vacation? No, they won't. Listening 79. Listen and repeat. People will travel in super fast planes. There won't be any more long plane trips. Will they go back to Vietnam? Yes, they will. Will they miss our vacation? No, they won't. Listening 79. Listen and repeat. People will travel in super fast planes. There won't be any more long plane trips. Will they go back to Vietnam? Yes, they will. Will they miss our vacation? No, they won't. Listening 79. Listen and repeat. People will travel in super fast planes. There won't be any more long plane trips. Will they go back to Vietnam? Yes, they will. Will they miss our vacation? No, they won't. Listening 79. Listen and repeat. People will travel in super fast planes. There won't be any more long plane trips. Will they go back to Vietnam? Yes, they will. Will they miss our vacation? No, they won't.
Listening 79. Listen and repeat. People will travel in super fast planes. There won't be any more long plane trips. Will they go back to Vietnam? Yes, they will. Will they miss our vacation? No, they won't. Listening 79. Listen and repeat. People will travel in super fast planes. There won't be any more long plane trips. Will they go back to Vietnam? Yes, they will. Will they miss our vacation? No, they won't. Listening 79. Listen and repeat. People will travel in super fast planes. There won't be any more long plane trips. Will they go back to Vietnam? Yes, they will. Will they miss our vacation? No, they won't. Listening 79. Listen and repeat. People will travel in super fast planes. There won't be any more long plane trips. Will they go back to Vietnam? Yes, they will. Will they miss our vacation? No, they won't. Listening 79. Listen and repeat. People will travel in super fast planes. There won't be any more long plane trips. Will they go back to Vietnam? Yes, they will. Will they miss our vacation? No, they won't. Listening 79. Listen and repeat. People will travel in super fast planes. There won't be any more long plane trips. Will they go back to Vietnam? Yes, they will. Will they miss our vacation? No, they won't.
Listening 79. Listen and repeat. Rồi các bạn xong chưa? Xong rồi thì đưa cho giáo viên chấm nha và tập nói nha. Cô mời các bạn qua workbook. Chúng ta làm sắp bài tập, mở sắp bài tập ra nào. Rồi, cái phần này là gì? Chúng ta được yêu cầu là đọc các câu sau và đánh số bức tranh. Number the picture là đánh số. Đánh số bức tranh. Rồi ở trong đây á, chúng ta thấy có những cái bức tranh này nè. Các bạn thấy không? Nó có những cái câu phát biểu ở bên dưới. 8 câu phát biểu và chúng ta phải đánh số. Và bức tranh. Cô chỉnh cho nó trong một cái màn hình để chúng ta dễ theo dõi nha. Rồi, đúng xong rồi đó. Đây. Rồi, câu đầu tiên nè. Go from one space to another. Nghĩa là gì các bạn? Go from one place. Place là nơi chốn đúng không? Go from one place to another. Đi từ một nơi này đến một nơi khác. Cô nói lại nhé. Đi từ một nơi này đến một nơi khác. Là số 1 chính là đi từ trái đất ra đi lên ví dụ lên mặt trăng các bạn hoặc là đi lên một cái hành tinh khác đúng không các bạn thì là cái tên lửa hay cái phi thuyền này nè nó phóng từ trái đất nó đi đúng không nào vậy thì số 1 là cái hình này được chưa go from one place to another. Number 2, these people travel in space là sao? Space là không gian đúng không? Travel in space là đi trong không gian. Vậy thì những người này đi trong không gian, những người này là những người nào các bạn? Chắc chắn là phi hành gia rồi đúng không? Hoặc là những người mặc cái đồ phi hành gia nè. Vậy thì đây chính là số 2. Number 3, things that will happen later, not now. Những điều mà sẽ xảy ra sau này không phải là bây giờ. Có phải là tương lai không các bạn? Tương lai, những thứ mà xảy ra sau này không có phải là xảy ra bây giờ thì là tương lai đúng chưa? Vậy thì tương lai và chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là năm 2045 có phải là tương lai không? Bây giờ là năm bao nhiêu các bạn? Bây giờ là năm chưa tới năm 2045. Đúng không? Do đó số 3 là cái hình 2045 này nè các bạn. Number 3 tương lai. Hey, things that will happen later, not now. Number 4, it's long and thin and carries astronauts. Nó dài và nó mỏng và nó chở, nó mang theo phi hành gia. Vậy thì cái gì mà dài mỏng và chở phi hành gia các bạn? Cái này là các bạn có thấy dài mỏng không? Nó phóng đi không? Đây chính là số 4 đúng không nào? Đây là chính là cái rocket hoặc là cái spaceship. Còn cái hình số 1 á, cái hình số 1 sorry, hồi nãy cô nói các bạn cái tên lửa này nó phóng đi từ trái đất đi lên hành tinh hả? Không phải nha. Vậy là số 1 thì không phải là cái hình này. Cái hình tên lửa này là số 4. Số 1 là chính là cái di chuyển vòng quanh này các bạn ơi. Di chuyển vòng quanh trái đất này các bạn. Đó. Đây chính là number 1. Số 1 đây nè. Đó. Số 2. Phi hành gia đúng không? Số 3. 2045 là tương lai đúng không? 2045. Năm 2045 là tương lai rồi. Và số 4 là cái tên lửa, cái rocket này. Cái spaceship này. Dài, mỏng và chở phi hành gia đúng không? Rồi tiếp tục qua số 5 nha. The Earth is one. Trái đất là một. Là sao? Tự nhiên trái đất là một. Ý là trái đất là một trong những cái này nè. Trái đất là một cái này nè. Trái đất là một cái này. Vậy thì cái này là cái gì?
hành tinh đúng không? Trái đất là một trong những hành tinh, trái đất của chúng ta cũng là một hành tinh đó các bạn. Vậy thì hành tinh đây, đây chính là hành tinh. Vậy thì đây là số số 5. Planet, hành tinh các bạn. Hành tinh, planet. The Earth is one planet. À, ý là như vậy đó, trái đất là một hành tinh. Trái đất là một cái này chính là hành tinh. Ok. Number 6, số 6, a big ship that travels around the space. Around in space là sao? Một cái tàu to mà nó di chuyển xung quanh, nó di chuyển vòng quanh ở trong không gian. Cô nói lại nha. Một chiếc tàu to mà di chuyển xung quanh, vòng quanh trong không gian. Đây là cái tàu này đúng không các bạn? Thì đây chính là cái spaceship. À, spaceship chính là một cái spaceship is a big ship. Spaceship is a big ship that travels around in space. À, đây là chính là định nghĩa một cái phi thuyền đó các bạn. Vậy thì đây chính là cái spaceship nè các bạn. Number 6, spaceship. Number 7, it gives us light and keeps us warm. Nó cho chúng ta ánh sáng và nó giữ chúng ta ấm. Nó cho chúng ta ánh sáng và giữ chúng ta ấm là cái gì các bạn? Là mặt trời đúng không? The sun. Vậy nhìn các bạn nhìn vào trong cái nào là mặt trời các bạn? Yes, it is the sun. It is the sun. Mặt trời đây các bạn, to và chiếu sáng nè các bạn ơi. And the last one, number 8, they shine in the night sky. Chúng chiếu sáng, chúng tỏa sáng trong bầu trời đêm. Shine, chiếu sáng, tỏa sáng các bạn. Shine. They shine in the night sky. Chúng chiếu sáng trong bầu trời đêm, chúng tỏa sáng trong bầu trời đêm là yes, the last one here, number 8. Đây, đây chính là một ngôi sao nè các bạn. Đó, và những cái chấm chấm nhỏ nhỏ xíu này cũng là ngôi sao luôn đúng không? À, nhưng mà nó ở xa. Còn cái ngôi sao này nó to và nó thấy nó lấp lánh sáng nhất thì chắc là nó ở gần hơn nên chúng ta thấy rõ hơn vậy thôi. Vậy đây chính là một ngôi sao đúng không các bạn? A star. Ok. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập đầu tiên rồi đúng không? Is it a piece of cake? Is it easy? Nó có dễ không các bạn? Yes, it is. Khá là dễ đúng không nào? Rồi, easy là dễ. Nó bằng với cái cụm là a piece of cake. A piece of cake là một miếng bánh đó các bạn. Dễ mà là sao là bằng một miếng bánh là sao? Ý là sao? Dễ như ăn bánh đó các bạn. Vậy khi các bạn nghe cái cụm là a piece of cake có nghĩa là easy đó nha các bạn nha, easy dễ. À, dễ. Rồi, let's move on to the next exercise. Chúng ta qua bài tiếp theo nha. Number 2, viết từ đúng kế bên số 1 đến 8 là viết xong rồi, đúng không nào? Ủa đâu? Bài tập 2 này bây giờ mình mới viết nè các bạn ơi. Viết từ đúng bên số 1 đến 8 đây. Các bạn nhìn vào đây các bạn thấy nè. Số 1, 2, 3 rồi đến số 8 đúng không? Từ 1 đến 8 ở phía dưới cái đoạn hội thoại này và chúng ta tìm từ ở trong cái ô này điền vô cho cô nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ có là in the future. Dễ quá đúng không? Cô nói cái cụm in the future nhắc đi nhắc lại hoài luôn. Bạn nào mà chưa nhớ được cái cụm in the future này là coi như là làm cô thất vọng lắm đó. Rồi, in the future, trong tương lai, you won't have to be an... Bạn sẽ không phải là một cái gì đó để... Cái gì đó trong không gian. Vậy thì bạn sẽ không là gì? Bạn sẽ không là... Sẽ không là một phi hành gia, đúng không nào? Vậy thì astronaut là số 2. Bạn sẽ không phải là một phi hành gia để đi lại trong không gian, travel.
Travel in space, để đi trong không gian. Bây giờ, hiện tại bây giờ thì chỉ có phi hành gia mới được đi trong không gian thôi. Nhưng mà trong tương lai thì không cần là phi hành gia vẫn đi trong không gian được. Ý là như vậy, được chưa? Long thin gì các bạn? Dài, mỏng. Cái gì dài mỏng các bạn? Tên lửa đúng không nào? Tên lửa là rocket. Rocket là tên lửa. Chỉ có tên lửa nó mới dài mỏng thôi. Long thin rockets will take off from Earth will with people inside. Là sao? Những cái tên lửa dài mỏng sẽ cất cánh. Take off là cất cánh. Các bạn ghi vô cho cô nha. Take off. Take off. Cất cánh. Cất cánh từ trái đất mà có người ở bên trong á. Với người ở bên trong có nghĩa là chở người ở bên trong cái những cái tên lửa dài và mỏng đó là có người. Được chưa? Long thin rockets will take off from Earth with people inside. Take off, cất cánh, cất cánh. Some people will travel in big. Một số người sẽ đi trong những cái gì đó to. Vậy thì to. Tên lửa là dài mỏng rồi. Vậy thì cái gì nó to hơn tên lửa các bạn biết không? Yeah, spaceships, phi thuyền. Some people will travel in big spaceships. The people will look out of the windows. Mọi người sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Look out of. Nhìn ra ngoài, nhìn ra khỏi, nhìn ra cửa sổ. Look out of the window. Sẽ nhìn ra cửa sổ và thấy những cái gì đó. Big round, round ở đây là tròn á các bạn nha. Round ở đây có nghĩa là tròn. Cái gì đó to tròn các bạn. Nó có hình tròn các bạn. Round ở đây có nghĩa là nó hình tròn. Chứ không phải là nó tròn vo như kiểu nó vẽ compa đâu. Ha. Round. Cái gì đó tròn to. Ngôi sao có đúng không nào? Stars. Stars là number 6, số 6. Những ngôi sao tròn to và lots of little shining. Ủa, no. Không phải tròn to là gì? Là hành tinh, hành tinh. Cô xin lỗi các bạn nha. Số 6 là nằm đây mới đúng nè. Hành tinh, planets. The big round planets and lots of little shining. Ngôi sao lấp lánh chiếu sáng nhỏ. À, chiếu sáng nhỏ thì mới là ngôi sao các bạn. Seven stars. Cô nói lại câu này nha. Mọi người sẽ nhìn ra khỏi cửa sổ, có nghĩa là cửa sổ của tên lửa hoặc là phi thuyền đó, và nhìn thấy những hành tinh tròn to và nhiều ngôi sao lấp lánh nhỏ, bé nhỏ. À, ngôi sao chiếu sáng bé nhỏ, lấp lánh ha. Little shining stars. Little shining stars. Big round planets. Big round planets. Little shining stars. But they won't go near the. Nhưng họ sẽ không đi gần cái gì đó. Nó quá nóng. It's too hot. Cái gì quá nóng các bạn? Yes, the sun. À, but they won't go near the sun. Các bạn có nhớ không? Cô đã nhắc rồi. Future. Future là có the. Và sun nó cũng sẽ đi với the sun. Ok. Rồi chúng ta đọc lại cho cô nha. Đọc lại đoạn này theo cô nào. In the future, you won't have to be an astronaut to travel in space. Long thin rockets will take off from Earth with people inside. Some people will travel in big spaceships. The people will look out of the windows and see the big round planets.
and lots of little shining stars. But they won't go near the sun. It's too hot. Đoạn này cũng dễ đúng không? Không có quá khó đúng không các bạn? Rồi, tiếp tục chúng ta qua bài tập số 2, lesson 2. Nhìn và đọc viết yes, she will hoặc là no, she won't. Đây, đây là cái mà chúng ta cần phải viết vào. Yes, she will. No, she won't. Viết một trong hai cụm này vào. Rồi, ở đây chúng ta sẽ thấy có gì đây? Tomorrow's trip to the waterfall nghĩa là gì? Chuyến đi ngày mai đến thác nước. Waterfall là cái thác nước các bạn ơi. Trip là chuyến đi. Tomorrow, ngày mai. Chuyến đi của ngày mai đến thác nước có nghĩa là chuyến đi ngày mai đến thác nước, được chưa? Rồi, nhìn vào đây thì chúng ta thấy sao? Câu số 1 là gì? Will Lee take her lunch box tomorrow? Lee sẽ mang theo hộp cơm trưa vào ngày mai chứ? Có không các bạn? Chúng ta thấy ở đây có hộp cơm trưa không nè? Đây là hộp cơm trưa đó các bạn. This is the lunch box. Vậy thì đây là hộp cơm trưa thì chúng ta sẽ trả lời là hộp cơm trưa đây này các bạn ơi. Vậy thì trả lời là yes she will. Tại vì remember là nhớ, nhớ có nghĩa là nhớ mang theo á. Được chưa? Còn don't take là đừng có mang theo những cái thứ này. Đây là những thứ mà không mang theo. Còn đây là những thứ nhớ phải mang theo, được chưa các bạn? Để đi đến thác nước á. Vậy thì câu số 2 nào, will she take her school bag? Cô ấy sẽ mang theo cặp đi học chứ? School bag là cặp đi học. Will she take her school bag? Chắc chắn là no đúng không nào? No she won't. Rồi, cái nào mà no thì cô sẽ đánh dấu X nha. Các bạn tự ghi no she won't nha. Cô đánh dấu X là sẽ là không mang theo. Vậy các bạn ghi là no she won't. Còn có thì là yes she will, được chưa? Rồi tiếp tục nào. Will she take her raincoat? Cô ấy sẽ mang theo áo mưa của cô ấy. Đúng không? Will she take her raincoat? Cô ấy sẽ mang theo áo mưa chứ? Yes. Đây. Chúng ta thấy đây chính là áo mưa nè các bạn. Raincoat. Raincoat. Áo mưa. Yes. Number 4. Will she wear her school shoes? Cô ấy sẽ mang giày đi học chứ? Cái giày mà cô ấy vẫn mang đi học hàng ngày đó các bạn. Cái giày đi học thì gọi là school shoes. School shoes. Có không? Có mang giày đi học không các bạn? Yes, giày đi học. Đây nè. Nhưng mà ở đây là don't take, cho nên là không mang theo nha. Rồi chúng ta sẽ chọn là no. No she won't. No she won't. Will she wear her school uniform? Cô ấy sẽ mặc đồng phục chứ? Will she wear her school uniform? School uniform là đồng phục trường á. Yes or no? No, đồng phục trường đây nè. Don't take uniforms. Don't take uniform. Không có mang theo đồng phục đúng không? Cho nên là will she wear her school uniform? Chúng ta trả lời no she won't. No she won't. Okay. Will she take an umbrella? Umbrella là cái dù đúng không nào? Will she take an umbrella? Cô ấy sẽ mang theo dù chứ? Sẽ mang theo dù không các bạn? Umbrella. Remember to take
An umbrella. Vậy thì nhớ mang theo dù, thì ở đây câu trả lời phải là yes she will. Yes she will. Có, cô ấy sẽ mang, được chưa? Rồi, vậy thì các bạn tự điền vào yes she will hoặc là no she won't cho cô nha. Rồi đọc lại theo cô cái này trước khi chúng ta qua bài tiếp theo nha. Will Lee take her lunch box tomorrow? Yes, she will. Will she take her school bag? No, she won't. Will she take her raincoat? Yes, she will. Will she wear her school shoe? No, she won't. Will she wear her school uniform? No, she won't. Will she take an umbrella? Yes, she will. Now let's move on to the next exercise. Chúng ta qua bài tập tiếp theo nha. Write will or won't. Viết will hoặc là won't vào chỗ trống nè. Will là sẽ đúng không? Còn won't là sẽ không. Vậy thì will hay là won't? Chúng ta đọc để điền cho đúng nào. Next Thursday, Phong won't go to school as usual. As usual, các bạn ơi, đọc cái cụm này cho cô nào. As usual. As usual. Như thường lệ. À, như thường lệ, như bình thường. Ok. Thứ năm tuần sau Phong sẽ không đi đến trường như thường lệ. Instead, thay vào đó. Thay vào đó. Instead, instead, instead. Thay vào đó, anh ấy sẽ chơi trong một buổi hòa nhạc quan trọng, đúng không nào? À, thay vào đó thì là sẽ chứ còn gì nữa. Vậy thì chúng ta sẽ điền là will. Thay vào đó anh ấy sẽ chơi trong một buổi hòa nhạc, concert, concert, buổi hòa nhạc important, important, quan trọng. Important concert, buổi hòa nhạc quan trọng. Phong Phong sẽ chơi violin. Đúng không các bạn? Đây nhìn hình thấy chơi violin nè. À, thấy hình violin thì phải là sẽ chơi violin rồi. Phong will play the violin in the concert. Phong sẽ chơi violon trong buổi hòa nhạc. Anh ấy sẽ đứng trên sân khấu và chơi nhạc, đúng không? Chơi violon thì phải đứng trên sân khấu chứ sao? Đây nè, thấy hình là đang đứng trên sân khấu luôn á. Stage, stage là cái sân khấu. Vậy thì he will stay, he will stand. Anh ấy sẽ đứng on a stage, trên sân khấu, on a stage, trên sân khấu. Anh ấy sẽ đứng trên sân khấu và chơi nhạc. He will stand on a stage and play music. Wear his school uniform, mặc đồng phục của trường. Ở đây các bạn có thấy mặc đồng phục không các bạn? Đây phải đồng phục không? Rồi các bạn nhìn hình này các bạn có thấy đồng phục không các bạn? Chắc là không đúng không? Tại vì đâu có thấy bảng tên rồi đâu có thấy phù hiệu của trường đâu. Cho nên là chúng ta sẽ dịch là sẽ điền là want chơi họ lên sân khấu biểu diễn mà còn đồng phục nữa thì thôi chứ.
Lúc đó phải mặc đồ thật là đẹp lộng lẫy lên đúng không? Rồi, he won't wear his school uniform. Anh ấy sẽ không mặc đồng phục trường. Instead, thay vào đó, anh ấy sẽ mặc, anh ấy sẽ mặc. Thay vào đó anh ấy sẽ mặc quần tây màu đen và áo sơ mi màu trắng. Pants là cái quần tây đó các bạn, quần dài, quần tây. Pants, quần tây màu đen, áo sơ mi màu trắng. From hopes, hy vọng, hope có nghĩa là hy vọng. Anh ấy hy vọng rằng, from hopes that. Các bạn có biết tại sao từ hope nó thêm s không? Các bạn có biết tại sao từ hope nó thêm s không các bạn? Hiện tại đơn ha, đây là thì hiện tại đơn, phong là chủ ngữ số ít cho nên động từ thêm s hoặc es. Cái câu này nó không còn là thì tương lai nữa các bạn, nó là thì hiện tại đơn nha. Không phải là tương lai đơn nha. From hopes that one day, một ngày nào đó. One day là một ngày nào đó. Một ngày nào đó có nghĩa là nói về tương lai đúng không? Một ngày nào đó anh ấy sẽ chơi. Sẽ chơi. Will play the violin in a professional orchestra. Professional orchestra. Orchestra là giống như kiểu là cái dàn nhạc á. Dàn nhạc. Dàn nhạc kiểu như dàn nhạc giao hưởng đó các bạn ha, dàn nhạc giao hưởng. Professional, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Các bạn đọc từ professional cho cô. Professional. Professional. Professional orchestra. Từ này hơi khó đọc tí xíu, các bạn luyện đọc nhiều cho cô nào. Professional orchestra. Professional orchestra. Orchestra là dàn nhạc. Professional orchestra. Professional orchestra. Dàn nhạc chuyên nghiệp, dịch từ sau ra trước, dịch chữ dàn nhạc trước rồi mới dịch chữ chuyên nghiệp sau nha các bạn ơi. Professional orchestra có nghĩa là dàn nhạc chuyên nghiệp. Đây chính là dàn nhạc. Còn đây là chữ chuyên nghiệp. Được chưa? Tính từ nha. Các bạn dịch dàn nhạc orchestra trước rồi mới dịch professional tính từ sau ha. Orchestra là danh từ, professional là tính từ. Tính từ phải đứng trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ. Cho nên khi dịch thì chúng ta sẽ dịch từ sau ra trước. Ok. Professional orchestra nghĩa là dàn nhạc chuyên nghiệp, được chưa? Rồi đọc lại cho cô đoạn này trước khi chúng ta nghỉ nào. Next Thursday, Phong won't go to school as usual. Instead, he will play in an important concert. Important, cô nói lại, nghĩa là quan trọng. Concert là buổi hòa nhạc. Nó giống như là cái cụm professional orchestra thì các bạn phải dịch chữ cái chữ concert trước rồi mới dịch important sau. Tính từ important bổ nghĩa cho danh từ concert. Do đó các bạn dịch là buổi hòa nhạc quan trọng nhé. Tôi ghi mũi tên này để cho các bạn nhớ là dịch từ sau ra trước nè. Instead, he will play in an important concert. Phong will play the violin in the concert. He will stand on a stage and play music. Stage, sân khấu. He won't wear his school uniform. Instead, he will wear black pants and a white shirt. Phong hopes that one day he will play the violin in a professional orchestra.
Rồi bây giờ các bạn viết lại cái đoạn này vào trong vở cho cô tập chép xuống nha. Copy down, chép xuống, chép xuống. Chép xong là chúng ta sẽ nghỉ. Viết để luyện từ vựng. Ok, viết để luyện từ vựng. Nhớ nha. Rồi viết đoạn này xuống cho cô. Bạn nào viết xong thì chúng ta được nghỉ. Rồi, chúng ta đã kết thúc bài học của ngày hôm nay. Các bạn nhớ viết đầy đủ nha. Goodbye, see you in the next lesson. Bye bye.